Xin chào các bạn ơi, là một người đam mê Tarot, chắc hẳn các bạn đã ít nhất từng có một lần suy nghĩ về việc tự sáng tạo cho mình một bộ bài đúng không? Tuy nhiên, để tự sáng tạo ra một bộ bài là một việc rất là khó, là một hành trình rất là gian nan. Thế nhưng gần đây, mình đã nhận được một bộ bài do một tác giả Việt Nam tự sáng tác ra, đó chính là bộ bài Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới của anh Kang Tarot. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về bộ bài này nhé. Đi nào! Chào, là mình Nhi Hay Đi đây. Chào mừng quay trở lại với thế giới Tarot cùng với mình. Năm học mới đã sắp sửa bắt đầu rồi. Chính vì vậy, ở đầu video mình muốn gửi một lời chúc đến các bạn. Chúc các bạn bắt đầu một năm học mới thật vui vẻ và tràn đầy cảm hứng nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi nhìn kỹ hơn về bộ bài Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Thì đầu tiên, bộ bài này do ai sáng tạo nên? Đó chính là anh Kang Tarot. Kang Tarot thì là một người bạn của bạn mình. Một hôm thì bạn mình mới tình cờ tác anh ấy vào trong cái story của bạn mình. Thế mình ấn vào thì mình thấy cái trang về tarot của anh ấy. Thế mình kéo xuống xem thì mình cảm thấy rất là ấn tượng. Thứ nhất là bởi vì cái hình ảnh của anh ấy rất là đẹp, và thứ hai là bởi vì cái những cái lời văn ấy, những cái câu thơ, những cái caption của anh ấy nó kiểu rất là đi vào lòng người. Thế mình đã quyết định là mình sẽ ấn follow anh ấy ngay. Follow anh ấy một thời gian thôi, cũng không nói chuyện gì, cũng không gì cả. Mình chỉ muốn âm thầm follow và học hỏi. Hôm mình may mắn nhận được một tin nhắn của anh ấy có hỏi là anh ấy muốn gửi cho mình bộ bài này để mình xem thử và có thể review lại cho anh ấy được không. Đúng là đấy đang ngay là gần sinh nhật mình, nên là mình rất là vui vì hôm nay mình đã nhận được bộ bài này ở trong tay. Như trên thông tin mình đọc được ở trên Instagram của anh Kang thì đây là bộ bài mà anh Kang đã sản xuất từ năm 2015. Và hiện tại thì anh có sản xuất được thêm 2 bộ bài nữa, nhưng đây là bộ bài chỉnh chu nhất và anh đã cho in bộ bài này. Thì bộ bài này hiện nay chỉ có 12 bộ thôi, với mức giá là 850.000. Và bộ bài này thì sẽ chỉ dành cho những người mà đã tìm hiểu về Tarot lâu rồi thôi. Còn đối với những người mới học ý, thì theo mình là nó rất là khó. Lý do tại sao? Lý do là bởi vì những cái hình vẽ ở trong bộ bài này nó khá là sáng tạo, nó khá là mới mẻ và đặc biệt. Với những người mới học Tarot một thời gian ngắn, hoặc là những người mà chưa biết gì về Tarot ý, thì việc sử dụng bộ bài này sẽ khiến cho các bạn bị rối hơn. Đồng thời thì nó có thêm những cái lá bổ sung thêm nữa. Thế nên là nó sẽ bị nhiều hơn, nó sẽ bị khó xem hơn đó các bạn. Theo như anh Kang chia sẻ thì bộ bài này được anh vẽ liên tục từ năm 2015 đến hiện tại. Và một cái điều kỳ lạ rất là đặc biệt, đấy là sau khi mà anh vẽ xong thì những cái sự kiện mà nó có trong cái lá bài ấy, nó tự nhiên nó lại xảy ra với anh ý. Tức là anh ý vẽ được một lá bài hôm nay nhá, thì có thể là một thời gian sau, vài tháng sau, thì cái sự kiện ở trong cái lá bài đấy tình cờ lại xảy ra ngay trong cuộc sống của anh ý. Và cái cảm hứng ở đằng sau cái bộ bài ấy thì nó không có một cái cảm hứng đặc biệt, không phải là chỉ một cảm hứng, mà là mỗi một lá bài sẽ là một cái cảm hứng khác nhau. Thế nên là khi các bạn nhìn vào bộ bài thì các bạn có thể cảm thấy nó hơi bị rối một chút. Bây giờ chúng ta hãy cùng thử bóc bộ bài ra nhé. Phía bên ngoài thì là một bộ bài in giấy, có mặt trước và mặt sau, và ở phần ngang thì đây, bộ bài là dựa trên những câu chuyện có thật về những sự kiện tưởng tượng trong một bộ não bình thường. 85 thẻ bài được vẽ trên nền giấy bìa từ năm 2015 bởi Kang Tarot. Và ở đây sẽ có mã code. Mã code này thì các bạn sẽ quét thì sẽ nhìn thấy cái Instagram mà mình nói tới. Thì điểm trừ lớn nhất của bộ bài này ấy, theo mình ấy, đấy là nó được đựng ở trong một cái hộp giấy. Thì sau một vài hôm sử dụng thì nó có thể sẽ bị bong ngay ở phía trên như này. Nếu mà sau này khi có điều kiện thì mình sẽ mua hộp gỗ để đựng bộ bài này cho nó cứng cáp hơn. Bây giờ mình sẽ mở ra nhé. Những điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Đây, đầu tiên mình sẽ có một cái card tặng kèm. Cái card này có thể dùng để làm cái sách. Tiếp đó thì ở đây lại có một cái mã QR code nữa. Và cái này nó sẽ là cái sách hướng dẫn. Nhưng mà sách hướng dẫn thì anh ấy chưa hoàn thành xong. Mình rất là háo hức muốn đợi lúc anh ấy hoàn thành xong để tìm hiểu thêm về ý nghĩa các lá bài ấy. Bởi vì những cái lá bài nó thực sự rất là đặc biệt, rất là khác so với những cái lá bài bình thường. Bên cạnh đấy thì anh ấy có viết một cái lời nhắn ở đây. Gửi em Nhi Hay Đi. Hy vọng em thích những điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Chúc em sức khỏe và thành công trên con đường em chọn. Kang Tarot. Sinh nhật mình, các bạn để vài comment chúc mừng sinh nhật nhé. Dù video này sẽ lên sau sinh nhật mình 2 ngày nhưng mà hãy cứ để comment nhé. Bên trong này là 85 lá bài. Thì về cái chất lượng in thì mình thấy cũng khá là ok, nó khá là cứng cáp. Các bạn biết đây là lá gì không? Đây là lá dừa phu. Lúc mà mình nhìn mà mình không thể biết được là đây là dừa phu luôn ấy. Nhưng mà câu chuyện của lá dừa phu này đấy là khi mà anh ấy đến Huế rồi nhìn ra một cái ao, là một người học sĩ mà chỉ học hành chăm chỉ thôi, lúc mà đi ra ngoài thế giới thì anh ta bắt đầu cảm thấy rất là hoang mang. Thì nó cũng khá là giống với câu chuyện của dừa phu thật. Mặt sau của những lá bài
mặt sau của các lá bài là hình ảnh vũ trụ, bầu trời đầy sao. Thì đây chính là một cái mà mình thích, bởi vì các bạn biết là mình rất thích và rất là tin vào vũ trụ mà. Thì đây là tổng thể của bộ bài. Về cái phong cách ấy, thì mình cảm giác như là những cái tranh vẽ của trẻ con ấy. Các bạn có biết là bọn trẻ ấy, khi mà chúng nó vẽ tranh, chúng nó vẽ nó không được rõ ràng, xong cứ vẽ những cái hình thù nó lẫn vào nhau ấy. Thì mình cảm giác nó giống như là tranh trẻ con vẽ. Tuy nhiên đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường, nó giống như là một đứa trẻ có rất nhiều câu chuyện ở bên trong mình, như là một đứa trẻ ở trong một cái môi trường mà không được bình ổn lắm. Và đứa trẻ đấy sẽ học cách để thể hiện những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của mình lên trên những cái lá bài. Thì phong cách vẽ tranh mình cảm thấy là như vậy. Và ở trong phần review này mình sẽ nói kỹ hơn về hai điều. Điều thứ nhất, đấy là sự khác biệt. Sự khác biệt của những cái lá bài trong bộ Những Điều Tuyệt Vời Nhất Trên Thế Giới này với những bộ bài thông thường hiện nay là gì? Sự khác biệt đầu tiên đấy là các bạn thể nhìn thấy là không có tên ở phía bên trên. Thì cái này thì anh Cang bảo là đây là bản in đầu tiên, bản original, thế nên là nó sẽ không có tên. Còn về sau này thì nó sẽ có tên, thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn khi theo dõi. Nhưng mà đối với những người mà đã học Tarot lâu rồi ấy, thì chỉ cần nhìn vào lá bài thôi cũng có thể áng áng được là đây là lá gì. Điểm khác biệt thứ hai đấy là chi tiết có rất nhiều sự phá cách. Như ban nãy mình đã nói thì với lá The Fool này, lá The Fool này không có đặc điểm của những lá The Fool thông thường. Nếu các bạn đã từng đọc quyển Tarot nhập môn thì các bạn sẽ biết là có những cái hình ảnh nào thường hay xuất hiện trong một lá bài. Ví dụ như là The Fool thường hay có là con chó này, vách núi này, bông hoa này, rồi mặt trời, rồi màu vàng rực rỡ. Nhưng vào đây chúng ta không thấy có một đặc điểm nào như thế cả, không một đặc điểm nào hết. Và nó khiến chúng ta cảm thấy bị hoang mang trong việc lựa chọn. Thế nhưng ấy, có một điểm rất hay là cái sự phá cách này sẽ mang đến một cách nhìn nhận mới, thú vị hơn về những lá bài. Vậy là The Fool của chúng ta luôn là một sự khởi đầu, luôn là một cái rất là ngây thơ. Thế nhưng mà ở lá bài này nó có thể, chúng ta có thể cho thấy một sự chần chừ nữa. Của một người mới bắt đầu nhưng mà họ đang chần chừ, họ đang không biết là họ nên đi ra hay họ nên đi vào. Họ đang quan sát cảnh vật thôi. Đồng thời nếu các bạn nhìn kỹ sẽ thấy ở đây có một con mắt. Con mắt này có thể đại diện cho sự xuyên thấu, cho sự nhìn thấu. Có thể là The Fool này đã biết trước được những cái gian nan mà anh ta sẽ phải trải qua rồi. Nên là hiện tại anh ta đang suy ngẫm về những cái gian nan đó. Thì cái sự khác biệt về hình ảnh này nó khiến chúng ta dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về bộ bài. Từ đấy mình có thể nhìn được sâu hơn về ý nghĩa của từng lá bài và cảm nhận được nó nhiều hơn. Thì đối với mình ý, lúc mà mình mới nhận bộ bài này, thật ra thì mình sẽ cảm thấy là không thích lắm. Tại sao? Não con người đã được cấu tạo để không thích những sự khác biệt. Đấy là lý do tại sao mà các bạn thấy trên những cái bộ phim ý, những ai mà kiểu nổi bật, kiểu dị hơn một tí ấy, sẽ bị loại bỏ ra khỏi cộng đồng. Não của chúng ta được xây dựng để không thích những điều khác biệt mà chỉ thích những thứ quen thuộc thôi. Càng quen thuộc thì chúng ta càng thích. Nghe một giai điệu quen thuộc này, ăn một miếng bánh quen thuộc này, hay đọc một quyển sách quen thuộc sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy dễ tiếp cận hơn. Thế nhưng sau một thời gian ấy, khi mà các bạn đã quen dần với sự khác biệt thì các bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt mới là cái làm cho chúng ta trở nên thú vị và mới làm cho chúng ta phát huy được nhiều khả năng não bộ của mình hơn. Thì cái bộ bài này mang lại cho mình cái cảm giác như vậy. Tiếp đó thì sẽ có những cái lá bổ sung trong bộ ẩn chính, thì chúng ta có thêm 3 lá bổ sung. Lá thứ nhất là The Card Mark, lá thứ hai là Myself và lá thứ ba là blank. Thì đầu tiên ấy, lúc mà mình lướt qua bộ bài sau nhìn thấy lá blank này, mình đã nghĩ là ơ nhà in nhầm à, sao lại có một cái lá nó trắng trơn vậy nè. Xong rồi mình còn định nhắn tin cho anh Cang, nhưng mà may mà mình lên Instagram xem thì mình thấy là có lá blank. Thì mình nghĩ cái lá blank này ấy, nó giống như là một cái gương, nó không có gì cả. Nhưng việc không có gì cả mới là việc đáng sợ. Cậu có thể hiểu nó theo bất cứ một ý nghĩa nào, và nó chính là cái gương để phản chiếu cậu. Tiếp đó là lá Myself. Lá Myself thì mình nghĩ lá này anh Cang đang vẽ chính mình. Myself mà, chính tôi mà đó. Thì với lá này vẫn chưa có chú giải, nhưng mà mình nghĩ cái lá này nó đã miêu tả một cuộc hành trình của anh Cang. Mọi người có thể nhìn thấy cái con mắt này nó đang có những cái hạt ấy, như kiểu là những cái giọt nước mắt ấy, và trong đôi mắt này rất là buồn. Thì mình nghĩ là nó sẽ miêu tả cuộc hành trình cuộc sống đã vượt qua những cái khó khăn, đã vượt qua những cái gian nan để cuối cùng đi đến những cái ngôi nhà, đi đến những cái sự bình yên, những cái sự xây dựng mới. Cuối cùng là lá Karma, nghiệp chướng. Thì nếu các bạn có theo dõi thì mình thấy là anh Cang rất là thích cái cụm này, rất hay sử dụng cái karma này. Thì mình nghĩ là đây là một trong những cái mà anh ấy rất là trân trọng. Chúng ta gieo nhân nào trong cuộc sống thì sẽ gặt được quả đấy. Giống như là trong cái hình ảnh này, chúng ta mà là người xấu ấy, chúng ta sẽ tự nhìn thấy tương lai của chúng ta bị treo cổ ở đây. Tuy nhiên ấy, mỗi khi mà có thêm những cái lá đi kèm thì nó sẽ đi kèm với những cái khó khăn hơn. Tức là đối với người mới học ấy, thì việc học 78 lá thôi đã là quá là khó khăn rồi, giờ còn phải học thêm 3 lá nữa, càng gian nan hơn. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, chúng ta còn có thêm một sự chuyển đổi nữa. Đấy là với những cái bộ ẩn phụ ấy, thì thay vì chỉ có 4 lá hoàng gia, chúng ta có 5 lá. Anh ấy đã thay lá Page of Wands bằng lá Prince và Princess.
Thì đây cũng là một sự phá cách mà mình cảm thấy khá là thú vị. Nó cho thấy như kiểu một gia đình luôn ý. Có con gái, có con trai, có hiệp sĩ và có vua và hoàng hậu. Mỗi một cái bộ hoàng gia lại mang theo một phong cách khác nhau. Ví dụ như bộ hoàng gia này mình cảm thấy là nó mang theo một cái phong cách của những của châu Á ấy. Kiểu mấy cái phim kiểu hoàn châu cách kiểu Trung Quốc các thứ ấy đấy. Và các bạn có thể nhìn thấy là ở đây nhân vật chỉ có một mắt. Nhân vật chỉ có một mắt thì hình tượng một mắt ấy, nó thường thể hiện cho cái cách mà chúng ta nhìn đời. Chúng ta chỉ nhìn bằng một con mắt thôi, vì vậy nó có thể không được rõ ràng. Và những cái trải nghiệm của chúng ta nó có thể không phải là trải nghiệm thật. Thì mình nghĩ ý nghĩa ở đây có thể là như vậy. Tiếp đó, một điểm thứ hai nữa mà mình muốn phân tích sâu hơn, đấy chính là giá trị mà bộ bài mang lại. Theo cái cảm nhận của mình, theo cái cảm quan của mình, thì bộ bài này mang lại cho chúng ta những gì? Thì đối với những người nghiên cứu sâu nhá, thì bộ bài này ấy, nó sẽ là một thứ rất hấp dẫn. Nó sẽ khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều hơn, như kiểu tại sao lại có lá này, chi tiết này nghĩa là gì. Nó khiến cho mình muốn nhìn sâu hơn vào trong bộ bài này, nhìn sâu hơn, tìm hiểu thêm về cuộc sống. Bên cạnh đấy thì nó có thể giúp mình đặt mình vào cái con mắt và cái vị trí của một người khác. Và khi mà mình nhìn bộ bài của anh ấy thì mình sẽ buộc phải cảm nhận theo cách của anh ấy. Nó sẽ khiến mình có một cái tầm nhìn nó mở mang hơn, nó được mở rộng hơn. Đó, và mình sẽ đặt ra một cái câu hỏi là liệu mình có đang cảm nhận như thế không? Hóa ra còn có thể có thêm nghĩa này được nữa à? Tiếp đó nữa thì nó rất là kích thích não bộ, nó khiến mình phải suy luận nhiều hơn. Nhất là khi mà hiện tại sách giải nó đang chưa có đủ ý nghĩa. Tất cả những gì mình có thể làm khi mà xem bộ bài ấy, đấy chỉ là dựa vào trực giác của bản thân mình thôi. Và dựa vào những cái quan sát, những cái cảm nhận. Nhất là với những ai hay quên ý, thì sẽ là một bài luyện tập não bộ cực tốt, sau này không sợ bị Alzheimer. Và mọi người cũng biết là gần đây thì đang có dịch ấy. Ngày trước thì mình rất là thích đi xem mấy cái triển lãm hoặc mấy cái bảo tàng. Nhưng mà gần đây thì đang có dịch nên là không có triển lãm cũng không có bảo tàng nào cả. Thì bộ bài này nó như là một cái triển lãm tranh mà mình có thể nhìn ngắm nó, mình có thể cảm nhận nó và mình có thể thả hồn vào trong đấy. Nếu các bạn cũng đang ở nhà, đang không có việc gì, không đi đâu chơi được thì cũng thử cầm một bộ bài lên xem và thử cảm nhận nó theo góc cạnh là một người đi chiêm ngưỡng nghệ thuật xem như thế nào. Và khi các bạn càng tìm hiểu sâu ấy, thì các bạn sẽ càng thấy là nghệ thuật nó chạm được đến rất nhiều góc cạnh ở bên trong con người của mình. Còn đối với người mới bắt đầu thì sao? Thì thực ra là mình sẽ không khuyên mọi người nên mua bộ bài này lắm, tại vì là nó sẽ rất là khó để cho mọi người cảm nhận và học hỏi. Tuy nhiên ý, thì với người mới bắt đầu thì mình nghĩ là có thể thử cảm nhận để xem khả năng của mình đến đâu và có thêm những góc nhìn mới về một bộ bài tarot. Nếu các bạn muốn mua bộ bài này thì có thể liên hệ với anh Cang qua địa chỉ Instagram hoặc là có thể liên hệ với mình và mình sẽ nhắn cho anh ý hộ các bạn. Trong tương lai thì anh ấy sẽ xuất bản, thế nhưng mà tương lai đấy là bao xa thì mình cũng không chắc lắm. Và mình sẽ rút một lá bài tặng cho các bạn nhé. Lá bài là lời khuyên dành cho ai đang xem vlog này. The Chariot. Hãy tập trung vào những gì mà bạn đang làm, có những mục tiêu lớn hơn. Có thể thời điểm hiện tại bạn đang gặp phải những cái khó khăn liên quan đến tình cảm thì phải. Mình nghĩ thế. Khi mà bạn không nhìn mọi thứ với con mắt bình thường của mình ý, thì bạn sẽ cảm nhận được mọi thứ một cách dễ dàng hơn. Hãy để trái tim của mình được mở ra và có những cái lựa chọn dựa trên những cái cảm hứng cá nhân của chính mình. Hy vọng là các bạn thích chiếc video này. Đừng quên like fanpage Nhi Hay Đi của mình để được update những thứ mới nhất liên quan đến tarot và những bài viết rất hay về tarot nhé. Vậy thôi, cảm ơn vì đã ở đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.